các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Tối ngày 10 tháng 4, khắp các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ dỗ tin Quách Ngọc Ngoan và Phượng Ché Nồ đã đường ai nấy đi sau hơn 6 năm gắn bó. Trong khi nam diễn viên quyết giữ im lặng thì vợ cũ liên tục có những động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Có thể nói, giữa những sóng gió đang diễn ra, mẹ ba con Phượng Ché Nồ đang muốn lấy lại tinh thần bằng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại biển đây cũng là lần đầu tiên cô lộ diện sau lùm sùng chia tay. Hết khoe con gái lớn tròn 18 tuổi với body quyến rũ, nữ đại gia lại chia sẻ hình ảnh bế em bé được cho là con với Quách Ngọc Ngoan. Đáng nói, dù đã công khai sinh con, nhưng cô vẫn quyết không lộ mặt của bé. Đính kèm với loạt khoảnh khắc xinh đẹp, Phượng Ché Nộ nhắn nhủ vài chữ, bình minh trên biển. Trong ảnh, cô cũng tươi cười vui vẻ, mặc kệ tin tức về chuyện chia tay đang dầm rộ đúng là người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Nữ đại gia U50 khoe vẻ ngoài quyến rũ trên biển. Từ năm 2020, nữ đại gia đã lộ loạt dấu hiệu dạng nứt với Quách Ngọc Ngoan. Thay vì dùng Facebook chung như mọi khi, cô tách gia riêng và hầu như không đăng một bức ảnh nào với anh. Chỉ mới tháng 7 năm 2020, Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chế Nồ xác nhận đã đăng ký kết hôn, có con gái chung.